Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Sau một ngày nghỉ tự do phục hồi thể lực tại thành phố Đà Nẵng, các tay đua đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình được xem là quan trọng bậc nhất của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Và ở chặng đua ngày hôm nay, chặng đua thứ 13 từ thành phố Đà Nẵng về thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đường dài chỉ 88,5 km, có thể chưa phải là thời điểm thích hợp để các cuộc tấn công hướng đến chiếc áo vàng diễn ra. Nhưng đây lại là chặng đấu mà cơ hội dành cho những ứng viên muốn tích lũy điểm trong cuộc chiến áo xanh vui nước rút. Và hãy xem cục diện của chặng đua ngày hôm nay đã diễn ra như thế nào. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Để lo đoạn thẳng 500m cuối cùng vẫn là các tay đua An Giang đang là những người chiếm được thế thượng phong. Họ ép được các tay đua bên phía của người kiếm sau 20 Châu Đế Vĩnh Long. Và giờ là Roman Makin bước lên phía trên để mở ra cơ hội cho Peter Dikunov. Một đoạn cạnh tranh hấp dẫn nữa và giờ thì hai tay đua áo xanh sẽ chính thức bước vào màn cạnh tranh. Có Lê Nguyệt Minh, Peter Dikunov đang kiếm được vị trí thuận lợi. Đó là tay đua Martin Lass người đã về đích trong trận đua ngày hôm nay. Quá xuất sắc Martin Lass. Sau 13 chặng đua, cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh vua nước rút diễn ra hấp dẫn không kém gì những danh hiệu khác. Sự xuất hiện của chân rút người Estonia Martin Lass đã phá vỡ thế thống trị mà Peter Dikunov từng tạo ra ở vạch đích tại cuộc đua năm ngoái. Đến lúc này, Martin Lass đã có cho mình 5 chiến thắng chặng, chỉ kém 1 so với Dikunov. Xét về điểm số, tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long có 137 điểm, ít hơn 16 điểm so với Dikunov. Cách biệt mà về lý thuyết vẫn có thể hoàn toàn san lấp chỉ trong một chặng đua. Nhưng theo quan điểm của chương trình Vua Nước Rút, Martin Lass vẫn chịu nhiều bất lợi trong cuộc tranh chấp danh hiệu áo xanh với Peter Dikunov. Có hai lý do để củng cố lập luận này. Đầu tiên, dù sở hữu nước rút 19-10 với Dikunov, nhưng Martin Lass lại kém đối thủ hoàn toàn ở khả năng đi đèo. Diễn biến ở chặng 12 từ Huế về Đà Nẵng qua ba ngọn đèo cho thấy thực lực đi đèo của Martin Lass chỉ ở mức trung bình khá. Thế nên, khả năng để anh có được điểm thưởng áo xanh trong hai chặng đua thứ 16 leo đèo Cả và chặng thứ 17 leo đèo Khánh Lê và Giang Ly là không cao. Việc tích lũy điểm từ những chặng đường bằng có lẽ là không đủ với chân rút sinh năm 1993, bởi trong nỗ lực tìm kiếm giải thưởng trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo vàng, Peter Dikunov cũng luôn cố gắng có mặt trong ba hạng đầu. Lý do thứ hai đến từ chính tập thể Vĩnh Long, khi họ cũng xác định mục tiêu phù hợp nhất với đội ở thời điểm này. Vì đường còn dài nên là tụi em cũng chưa thật sự là muốn đánh áo xanh lắm, chỉ cố gắng làm sao đưa cho Martin về thắng trận là đạt mục tiêu. Cuộc đua tại vạch đích cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay đang chứng kiến ưu thế cho các ngoại binh, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực cạnh tranh của những chân rút Việt Nam. Suốt những chặng đua vừa qua, bộ đôi Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Văn Bình của thành phố Hồ Chí Minh Liêu Group luôn phải độc lập tác chiến nhưng vẫn thường xuyên có mặt trong top 5 hoặc top 3 nhận giải. Hay như trường hợp của Nguyễn Tấn Hoài hôm nay, nếu không vì chiến thuật để Dikunov về trước và có nhiều giải thưởng hơn, tay đua đang mặc áo cam có thể cũng đã cán đứt ở vị trí thứ hai. Có thể nói, khi hành trình của cúp truyền hình chưa kết thúc thì người hâm mộ vẫn có thể kỳ vọng vào những chiến thắng chặn dành cho các tay đua Việt Nam. Bên cạnh những diễn biến trong cuộc chiến áo xanh, chặng đua thứ 13 từ Đà Nẵng về Tam Kỳ cũng ghi nhận nỗ lực tấn công của tập thể thành phố Hồ Chí Minh. Thầy trò huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt chơi tấn công ngay từ sau xuất phát đến cả trước khi về đích. Một hình ảnh quen thuộc khiến các đối thủ không thể lơ nhịp chân dù chỉ một giây phút. Timofey Ivanov đang cố gắng để tấn công và thoát đi. Thì anh chỉ đang đơn độc một mình ở trong đợt tấn công này. Và chúng ta cũng thấy ở phía bên tay phải thì các đội đua của đội tập đoàn Đại Giang và Ngạo Hàng Đại Giang đã rất nhanh để tăng tốc và đuổi theo. Bây giờ lại là cuộc tấn công của Igor Frolov. Chúng ta đang được chứng kiến những cuộc tấn công liên tiếp của hai tay đua đang xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba trên bảng tổng sắp cá nhân hiện tại là Igor và Timofey. Có vẻ như họ đang tìm cách để phá sức đối thủ quan trọng nhất của mình là Peter Dikunov. Và chúng ta thấy từ góc quay này, các đội đua của đội tập đoàn Lâm Đăng Giang đã bắt kịp vào Igor Frolov rồi. Đây là một động thái tấn công nhằm phá thế bọc xích của các tay đua ekip Vĩnh Long. Một chiếc áo xanh đã tấp qua lề trái và mở tốc độ. Vẫn
đạp tốc độ thoát đi tương đối nhanh của Trần Thanh Nhanh và anh đã tạo được khoảng cách với đoàn đông ở phía sau. Nhưng cuộc tấn công đi một mình khi còn cách đích tầm 9 km nữa thì rất khó cho Trần Thanh Nhanh khi không rủ theo được một tay đua nào khác. Đó là động thái phá sức các tập thể đang muốn kiểm soát tốc độ và đưa về thực hiện chiến thuật mũi tên nước rút ở trong chặng đua này. Và góc quay vừa rồi thì chúng ta thấy là đợt tấn công của Trần Thanh Nhanh đã bị hóa giải. Các tay đua của Vĩnh Long đã ngay lập tức không để khoảng cách được đào sâu hơn. Dù có như thế nào thì tụi em cũng chạy theo chiến thuật như vậy, là lúc nào xuất phát ra cũng tấn công, tụi em tham gia tấn công và đưa nhóm giãn đi ra khỏi có khoảng cách, thì đằng sau lúc nào cũng phải duy trì tốc độ bằng hoặc là trên nhóm trên để giữ khoảng cách và dự đích và đưa vào, thì những đội làm việc ở dưới nhóm đông như Vĩnh Long và An Giang thì cũng sẽ bào mòn sức lực của những tay đua làm việc. Với một chặng đua ngắn chỉ 88,5 km, không chỉ các đội đua mạnh muốn tấn công phá sức nhau mà cả những tập thể non trẻ cũng khát khao tìm kiếm cơ hội. Sự góp mặt của hai tay đua thuộc đội tuyển xe đạp Hà Nội bước đi trong khoảng 30 km cuối đã chứng minh điều đó. Và trong nhóm đầu tiên này đang có 6 tay đua, trong đó có 2 tay đua của đội tuyển xe đạp Hà Nội, mang số đeo là 101, đó là Lường Văn Sinh, và 103, đó là Phùng Quốc Hà. Lúc này thì tốc độ của nhóm đầu tiên vẫn đang được duy trì ở trong khoảng là 48-49 km/h, một tốc độ rất tốt. Họ vẫn đang nỗ lực để mà kéo giãn thời gian với đoàn đông phía sau. Và lúc này thì cuộc tấn công của nhóm 6 tay đua đã còn ở trong tầm mắt của đoàn đông phía sau, được kiểm soát bởi 620 Châu Thế Vĩnh Long và 620 Nông nghiệp Vĩnh Long. Và với khung hình này thì cuộc tấn công cũng đã chính thức bị bắt lại khi đoàn đua bước vào 10 km cuối cùng hướng đến màn cạnh tranh ở đích đến. Thấy các đội mạnh tấn công thì đội em cũng tận dụng cái cơ hội đấy để đi vào theo các đội mạnh. Thì đội em vẫn cố gắng từng chặng một để có thể kiếm được cái thành tích về cho bản thân mình, về cho đội tốt nhất. Tấn công chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không tấn công thì cơ hội thành công chỉ là con số 0. Những nỗ lực của tập thể thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội hôm nay chưa mang đến hiệu quả, nhưng là dấu hiệu cho thấy tinh thần chiến đấu và quyết tâm cống hiến của từng tay đua, từng đội đua, hứa hẹn cuộc cạnh tranh sẽ hấp dẫn đến giây phút cuối cùng của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2024. Và ngày mai thì các tay đua sẽ tiếp tục bước vào một thử thách rất lớn với điều kiện thời tiết khá nắng nóng vào thời điểm này và một lộ trình rất dài gần 180 km từ Quảng Ngãi về Quy Nhơn. Và hãy chờ đợi xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo trong chặng đua ngày mai. Còn bây giờ thì xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Buổi Nước Rút ngày hôm nay. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Dài đất nước, đoàn đua cúp truyền hình tiến về miền quê hương của anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Chặng đường trường dài với nhiều cơn gió tạt ngang từ biển vào, cùng nắng gắt đặc trưng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ sẽ là những thử thách cho các vận động viên thi đấu chặng 14, cự ly 179 km từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn, Bình Định. Mời quý vị theo dõi và cổ vũ cho các tay đua lúc 8 giờ ngày 18 tháng 4 trên kênh HTV7 và HTV Thể thao. Sản phẩm của Tôn Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.